là mình dùng đũa nè, mình quậy cái hỗn hợp mà nước tương với Nawasaki Z ngàn gì đó, quên nó bồ tát gì đó, nó là chẳng hạn bồ tát. Đó, mình quậy lên cho nó đều lên ha. Trời ơi, né ra đây rồi cũng thấy em nữa. Sao em không ngủ, chưa không ngủ đi em ra đây chi nữa. Ủa anh làm tôm á, tôm làm cái gì vậy? Có người bạn anh á, nó thử thách anh, nó kêu anh làm tôm chấm bù tạt. Mà anh tính rủ em làm rồi mà anh thấy em ngủ rồi thôi. Thấy mất là nghi nghi vậy, thấy là biết anh đi đâu đó. Ngủ chưa không ngủ ra đây chi trời. Anh nói tôm làm gì chứ? Tôm chấm bù tạt. Biết ăn không làm. Không biết đâu đó thì chưa ăn luôn nữa. Nhưng mà giờ nó thử thách thì mình làm thử thôi. Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Tâm nha mọi người. Thì hôm qua thì có một cái bạn nhắn tin là thử thách Tâm làm tôm tái chanh chấm bồ tạc nha mọi người. Cho nên là nay hồi đó giờ thật sự là Tâm chưa có ăn cái món này luôn. Thì nãy giờ nói chung là có mấy con tôm nè, thì làm thử để làm clip cho mọi người xem. Nãy giờ tính rủ con vợ mà thấy nó ngủ rồi thôi, Tâm cũng không dám điện nói nó gì hết á. Tự ra làm mà nó cũng ngồi được hay thiệt. Tại nãy giờ không có biết mình ăn được hay không, cho nên là Tâm làm cũng vài con thôi mọi người, chứ không dám làm nhiều. Làm nhiều ăn không được, không biết sao nữa. Đó thì tế làm tôm như thế này. Biết làm luôn hả? Làm đại chứ biết làm sao. Nãy không kêu em vậy em làm cho. Trời ơi cái này đơn giản. Tén làm mình hết à. Cái này đơn giản có gì đâu khó đâu em. Ủa phải giúp cái cọng nè. Nè nếu mà mọi người làm tôm á thì chọn những con tôm nào mà tươi nha. Thì con mấy con tôm này cũng mới ngợp thôi. Thì khi mà làm tôm á thì mình bóc vỏ ra nha. Đây tôm đây mình bóc vỏ ra hết. Bóc vỏ ra hết xong rồi ở trong đây nó có cái đường đường cứt gì nè. Gì đường cứt nữa. Đó, quên, nghe nó ghê vậy. Cái đường này là đường đường gì ta, gọi là đường tình duyên á. Ủa quên nữa, cái này đường là đường gì đó, đường xương sống. Cho nên là khi mà mọi người ăn vô chúng phải cái đường xương sống á thì mọi người sẽ cảm giác là bị đau bụng á. Cho nên là mình phải lấy mấy cái đường này ra nè. Cái đường đen đen nè, nãy Tâm dứt ra hết đó, đường đen mọi người thấy không, bụng đó luôn không, lấy ra xong cho qua nước đá cho nó tươi lại ha. Để Tâm làm một con nữa cho mọi người xem. Bỏ đầu luôn. Trời ơi, nay dám ăn tới món này luôn. Trời ơi, thử thách mà, chơi hết á. Có thể là anh có thể là ăn cả thế giới luôn á, nếu mà cả thế giới. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Thật sự đó giờ cũng chưa có ăn cái món này, nói chung là qua mình cũng coi tới nhiều cái clip á. Người ta cũng ăn cái món này tái chanh chấm bồ tạt á. Nhưng thực tế thì mình chưa có gia có lần nào mà thử hết á. Thì hiện nay thì sẵn nhà có nguyên liệu luôn á, cho nên là Tâm thử sức với cái này thử làm sao. Chứ đó giờ thấy người ta ăn thấy cũng ngon lắm mà không biết làm sao. Thì quý anh chị xem video của Tâm thấy hay á thì cho Tâm xin một like và một đăng ký nha. Để có tinh thần làm những clip tào lao mí lao trong mùa dịch này cho quý anh chị xem nha. Nè mọi người thấy không, nó có cái đường xương sống nè. Đó mình dứt cái đường xương sống này ra, mình xẻ ra, mình bỏ đường xương sống ra. Chào mọi người nha. Vì hôm nay á là nãy Tâm có làm tôm rồi á, để Tâm làm cái món mà tôm chấm bồ tạt cho mọi người xem á, mà do trời mưa quá cho nên là Tâm không có ra vườn làm được cho mọi người xem nha. Thì bây giờ Tâm sẽ dời vô nhà để làm, để có clip để chiều nay cho mọi người xem. Thì bây giờ mọi người hãy xem Tâm ăn cái món mà tôm chấm bồ tạt như thế nào nha mọi người. Hai mọi người nha. Thì hiện tại cái nguyên liệu mà cần có trong cái món mà tôm chấm bồ tạt á thì nguyên liệu cần có đây là Tâm có làm sẵn một dĩa rau nha.
gồm có dưa, cải xanh và cà nha. Đây là ớt trái nha mọi người. Và cái thứ hai nữa là chanh, chanh sắc nha, chanh sắc ra mình để mình nặng luôn nha. Cái thứ ba và cái nguyên liệu tất yếu không thể thiếu trong cái món này là tôm nha. Thì tôm nãy tao đã lọc sẵn rồi. Và cái cuối cùng là nước tương. Thì ở đây thì Lâm dùng nước tương là tam thái tử chim su ha. Vì bổ sung đi gót nước tương thì thực phẩm bổ sung nè. Thôi, không có nói vòng vòng nữa. Và cái cuối cùng là suakachi. Bậy, cái này là cái gì? Ajinomoto, Ajingon, Panasonic gì nè. Tiếng Nhật nó vậy đó. Nhưng mà thực tế anh không biết cái tiếng đó như sao, nhưng mà này gọi là bù tạc nha mọi người. Này gọi là bù tạc nha. Và nghe người ta nói là cái này là cái gì, Shikakokeski. Thôi bỏ luôn. Để bây giờ khi mà muốn ăn cái này á thì cái này nó cũng rẻ lắm mọi người. Mua một tiếp về tầm khoảng 25.000 đến 30.000 thôi. Bây giờ mình trước khi mình ăn thì mình bỏ vào một ít bù tạc đây ha. Người nào ăn cay thì mình bỏ nhiều ha, còn người nào ăn ít thì mình bỏ ít. Ở đây tao không biết sao đâu, ăn thử rồi bỏ gì nè. Như đây thôi. Đó. Thanh xui, thanh xui, thanh xui. Thanh xui thôi. Đừng vừa ăn mà vừa khóc nha. Trời ơi, em tin tưởng là năng của anh à. Đây, khi mà mình nãy vậy là mình cho bỏ vào tạc vào một chén rồi mình cho thêm nước tương vào nha mọi người. Đó, như đến tương vừa nha. Vừa nha. Khi mình cho nước tương vào rồi đó mọi người thì mình dùng đũa nha, mình quậy cái hỗn hợp mà nước tương với Nawasaki Z ngàn gì đó, quên nó bồ tát gì đó, thôi là chẳng hạn bồ tát. Đó mình quậy lên cho nó đều lên ha. Thì thực tế cái món này thì đó giờ Tâm chưa có sử dụng lần nào nha mọi người. Mà bây giờ ăn thì không biết làm sao đây. Thì có một người bạn á là nói là nhắn tin riêng cho Tâm á, là kêu Tâm thử thách ăn bồ tát với tôm đi. Cho nên là hôm nay Tâm làm thử và Tâm lên clip cho mọi người xem ha. Nghe cái mùi chị không nổi rồi sao mà ăn. Ăn cái này chắc phải là nhắm mắt hả hộp ra anh à. Hên xui nha, đừng giỡn với anh nha. Tài năng ta có mà. Rồi ok. Đó. Thì bây giờ trước khi mình ăn á thì mình cho một miếng chanh vào đây luôn nha mọi người. Đó, mình ăn vào cái chén mà hồi nãy mình quậy đó. Phải lên nữa. Rồi. Bây giờ thì bắt đầu ăn thử cho mọi người xem nha. Chọn con tôm này nó nhỏ chứ bự quá nhiều khi muốn ăn. Đây. Con tôm này nha mọi người. Mình cho vào đây. Nghe cái mùi không là muốn. Cuốn rau đi anh. Không, để anh ăn thử một con trước cho mọi người xem. Đây, chị Tâm mời mọi người nha. Lên tới não rồi. Nó lên tới não xong rồi. Nó lên tới não xong rồi nó tuột xuống tới cái chỗ này. Từ khi mà mình nuốt xuống nó sẽ tuột xuống bụng. Không biết nó ra đâu nữa. Mà nó khó ăn thiệt mọi người. Nhưng mà nghe mọi người, nghe mấy anh chị trước nói á, thì ăn cái món này á rất là tốt nha. Tại vì mình ăn đồ tươi á, ăn đồ biển mà ăn sống á thì nó rất là ok nha. Nhưng mà khuyến cáo những anh chị nào á mà bụng yếu thì đừng nên ăn món này nha mọi người. Ngon á. Khi mà ăn vô thì cảm thấy cái con cơm nó ngọt. Nó ngọt nha. Và bây giờ thì Tâm sử dụng một con nữa, ăn một con nữa với rau, kèm với rau cho mọi người thấy nha. Lấy cái Tâm dùng cái con nhỏ thôi. Đây, Tâm bỏ vô đây. Cho cái lá cải đi. Bỏ vô đây. Mình cuốn lại nha mọi người. Mình cuốn lại. Dưa thì mình để ăn riêng đi. Đó. Rồi, bây giờ Tâm ăn nha. Mời tất cả mọi người nha. Ăn sao nhắm mắt không vậy? Cay quá mà mắt không được. Ngon mọi người.
ăn với cải á, thì cái độ nồng của cải nè, cái mùi thơm của cải nè, cái mùi ngọt của tôm nè, và cái mùi nồng nồng thanh thanh của cái thằng bò ăn nè, nó hòa quyện vào nhau nha mọi người, sặc lên tới não luôn mọi người nha. Giận đâu. Ngon quá. Thằng là te làm chuyện đó luôn. Ăn nhắm mắt không luôn. Chảy nước mắt luôn rồi nè. Ngon mọi người. Ngon nha. Mặc dù em chảy nước mắt nhưng mà ngon nha mọi người. Thì để cho cái hương vị thêm độc đáo thì mình ăn thêm miếng dưa nha. Còn không? Thì miếng ớt nữa mọi người, cái miếng ớt nữa. Hình như là nãy tôi cho chanh ít đó mọi người. Anh lấy chanh vô tôm luôn, cho lên chanh luôn, rưới lên chanh vô tôm luôn cũng ngon. Để thằng chanh thử vô tôm rồi. Cho thêm miếng chanh vào đây nữa mọi người. Trời mưa lạnh quá trời luôn mà ăn hai con tôm vô là cơ thể cảm thấy là nó nóng lên nha mọi người, nóng rần rần lên y chang như là mình đang uống rượu rồi đó, uống rượu mà trời mưa á. Bây giờ để Tâm làm thêm vài con nữa nha mọi người, thấy khoái khoái rồi đó. Đây nồng, thì nồng là dữ lắm à. Rất là nồng luôn, nồng dữ lắm mọi người, nên nhớ nha, khi mà con tôm á là mình lấy cái xương sống nó ra nha mọi người. Mọi người mà không lấy xương sống này ra thì ăn dễ bị đau bụng lắm. Giờ sáng Tâm làm rất là kỹ luôn, Tâm lấy cái xương sống của con tôm ra rồi đó. Bây giờ Tâm cuốn với cái lá cải xanh nha. Đây đây mọi người nha, mọi người nha, để lau nước mắt cái nãy giờ khóc luôn nè. Đây mọi người nghĩ nha, ăn cực khổ quá, chảy nước mắt luôn mọi người, đau quá. Thêm miếng dưa nè. Cái món này á, mọi người thấy vậy á, tại vì lần đầu Tâm ăn á, cho nên là Tâm ăn hơi bị dở nha, nước mắt chảy. Chứ thực tế ăn thường là mấy người mà nhậu á, mấy anh em mà nhậu nó thích ăn món này lắm, món này bắt lắm nha mọi người, bắt lắm luôn á. Ngon, nhưng mà ngon á. Tại vì mình ăn lần đầu tiên mình không quen ha, thì cảm giác nó khó chịu thôi. Ăn thử không em? Thôi, đừng. Anh đừng số bậy em. Ăn thử nè. Thấy anh ăn em thèm thiệt, nhưng mà em muốn ra nước mắt với anh luôn. Rồi ăn này khó khăn lắm, không phải giỡn đâu. Bây giờ thì để Tâm làm con nó cho mọi người xem nha. Bây giờ thì cái con này thì mình ăn cái gì đây? Mình ăn với dưa đi. Mình kẹp miếng dưa nè. Rồi mình kẹp một miếng cà nha. Đây đó, kẹp nó giữa nha mọi người, y chang như là bánh mì sandwich ha. Kỳ này là Tâm cho nguyên một con dưa họng luôn nha, chứ không phải cắn là từng miếng nha. Đây Tâm mời mọi người nha. Quen rồi, Tâm quen rồi đó. Cảm giác mà khi mà mình kẹp giữa cái miếng dưa và miếng cà, cái vị ngọt của cà nè, cái vị giòn của dưa nè, cái vị mà thơm
của tôm tươi á, rất là ok nha mọi người, rất là ngon luôn, cay quá. Thì cái món này á, nói chung thì cũng dễ làm, khi mà trong cái mùa dịch này mọi người mà ở nhà thì nó cũng rất là dễ làm, và nguyên liệu thì nó cũng ít chứ không phải là khó khăn và nhiều gì nữa. Thì tôm mình mua về thì mình có thể là mình bóc vỏ xong rồi mình lấy cái đường xương sống ra, rồi mình đi ướp đá, rồi rau ví dụ như mấy mọi người có rau cải bay xanh này á, thì mọi người làm, còn không có thì mình ăn chung với cái gốc hành nha mọi người, gốc hành cũng được, nhưng mà ở đây thì tao không có hành cho nên là tao sử dụng là cải bay xanh nè, gà với dưa nha, và cái điều đặc biệt không thiếu là chanh và bồ tạc nha mọi người. Thì mọi người có thời gian trong cái mùa dịch này thì cứ ở nhà làm thử, ăn rất là tuyệt vời luôn, và nhâm nhi vài lon bia nữa thì rất là ok. Thì ở đây thì Tâm không có uống bia được cho nên là Tâm không có sử dụng được, nhưng mà cái món này là rất là ngon và bổ dưỡng nha mọi người. Nhưng mà khuyến cáo mọi người là ăn vừa thôi, đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều quá ví dụ như mọi người mà bụng mọi người nào yếu á, thì sinh ra có thể là đau bụng ha, tại vì thực phẩm mà mình ăn á, thì thường thường thì mình ăn chín thì nó rất là ok hơn, còn thì mình ăn sống như thế này á thì có thể là gây cho mọi người đau bụng á. Thì thôi bây giờ thì Tâm xin kết thúc video tại đây ha. Thì mọi người xem video mà cảm thấy hay á, thì cho Tâm xin một like, một đăng ký ha, để có tinh thần làm clip tiếp theo hay hơn trong mùa dịch này cho mọi người xem ha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại mọi người ha.